Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Raw Studio. Thì rất nhanh, hôm nay mình đã có trên tay chiếc Nintendo Switch Lite. Sau đây mình sẽ cùng unbox và trải nghiệm nó, mọi người theo dõi nhé. Như mọi người có thể thấy thì chiếc hộp của máy Nintendo Switch Lite nó rất là gọn và nhẹ. Nó chỉ lớn hơn hộp của các máy Nintendo 3DS hay là 2DS có một xíu thôi. Sau đây mình sẽ mở hộp của phiên bản này luôn. Đây là phiên bản có màu gray, màu xám. Trong hộp đó là mình sẽ thấy cái thân máy liền nha tức. Đây là máy Nintendo Switch Lite. Bên dưới thì nó sẽ có thêm là hướng dẫn và một bộ sạc. Bộ sạc này thì nó giống y chang như là trên máy Nintendo Switch bản thường. Đây, bộ sạc USB-C. Sau đây mình sẽ bóc cái em Nintendo Switch Lite ngày đầu tiên ở Việt Nam ra khỏi cái bọc ni lông. Đây là Nintendo Switch Lite, rất là nhẹ luôn các bạn. Mặt trước là như mọi người có thể thấy là nó được các nút y như là ở Joy-Con của phiên bản thường, chỉ có cái phần di chuyển ở bên trái thì nó được thế bằng cái D-pad chứ không phải là các nút nó rời như là các bản thông thường. Và cảm giác cầm nó rất là chắc chắn chứ là không có bị rời rạc như bản thường, do mình cắm hai cái Joy-Con vào thì lúc nào cầm nó cũng có cảm giác nó rời rời đây nè, không có đã lắm. Hai cái analog thì cảm giác của mình là nó có vẻ là nó được khắc phục hơn là so với cái bản trước rồi đó, cảm giác gì nó rất là khác. Thì cái nút cũng được bố trí y như vậy thôi. Thì ở trên thì nó có cái khe để game cạc nè, đây là gắm tai nghe, đây là chỗ để phát nhiệt, nút tăng giảm âm lượng, nút nguồn. Đây là mặt sau của máy Nintendo Switch. Đây là chỗ gắn thẻ nhớ sạc USB-C thông thường. Rất là nhẹ nha. Thì ở đây mình cũng có một em Nintendo Switch thường. Đây mọi người có thể thấy cái sự khác biệt. Thì Switch Lite nó chỉ bằng nó khoảng là tới cái phần từ Joy-Con bên này qua cái rìa màn hình của cái Switch bình thường thôi. Nhẹ hơn rất là nhiều. Đây, nhẹ rất là nhiều. Đây là phần cạnh. Cạnh thì như nhau thôi. Và lưng. Lưng thì có thể thấy là cái Switch thường rất là bự so với em này. Em này thì Nintendo định hướng là máy này là một máy tay cầm hoàn toàn và không có chức năng cắm dock như ở cái Switch bình thường. Đây, Switch bình thường cầm ghét nhất là nó các khớp này nó cứ hay rời rạc nè, cảm giác không có đã tay lắm. Lâu ngày nó rơ cái Joy-Con. Bây giờ mình sẽ bật thử máy nha. Nguồn trên đây y như là các bố trí ở bản thường thôi. Đây vẫn là logo Nintendo như bình thường, Nintendo Switch. Không có gắn Joy-Con mà nó vẫn là logo như là gắn Joy-Con. Xong rồi nha mọi người. Đây là em Nintendo Switch Lite.
thì là máy này cũng có bộ nhớ là 32 GB, giống như là ở bản thông thường. Mình coi cái firmware là 8.11. Màn hình mình thử để qua đây là cái switch mập đây, màn hình do là máy mình mới khui chưa có cài game nên chưa có thử được là game của nó có khác gì hay không, nhưng mà màn hình thì là màn hình cái màu ở trên này thì cảm giác là nó đậm hơn là so với là cái Nintendo Switch thông thường, chữ nó nét hơn nha mọi người, do nó có cùng độ phân giải nhưng mà nó nhỏ hơn nên là cảm giác là cái chữ là ở trên cái Nintendo Switch Lite này cảm giác là nó nét hơn, nên là để mình sẽ cài thử game coi là nó có nét hay là đẹp hơn nữa so với cái bản Switch thông thường hơn. Đây, cái nút này là khác, cảm giác nó khác nè. À, nút ấn này mọi người thấy là nếu như là Joy-Con bản cũ thì đây là cái phím nút rồi, còn đây là D-pad, còn cái này bố trí y nhau thôi. Ok, thì clip mở hộp của mình nó chỉ có như vậy thôi. Thì mình sẽ cài game lên máy Nintendo Switch Lite này và mình sẽ so sánh khả năng chơi game của nó so với cái bản thông thường trong một video clip khác. Thì sản phẩm này Nintendo Switch Lite này đang được bán tại cửa hàng roshop.vn. Nếu mọi người quan tâm thì mình có để cái đường dẫn bán hàng ở dưới cái chi tiết của video này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình và hãy nhớ subscribe và ấn chuông cho mình để có thêm nhiều video khác. Xin cảm ơn mọi người.